Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 11 tháng 6, Agribank sẽ mở thêm 5 điểm bán vàng miếng tại chi nhánh phòng giao dịch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số điểm bán lên 9 điểm. Trước đó, Vietcombank cũng đã mở thêm 4 điểm bán vàng cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với mỗi thành phố thêm 2 điểm bán, nâng tổng số lên 10 điểm bán vàng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Như vậy, sau hơn một tuần bán vàng tại 16 điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của bốn ngân hàng thương mại, nhà nước và công ty SJC, thì từ hôm nay tổng số điểm bán vàng là 25 điểm, tại Hà Nội là 14 điểm, tại thành phố Hồ Chí Minh là 11 điểm. Ngày 11 tháng 6, giá vàng nhẫn tăng 200.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 72,8 triệu đồng, bán ra 74,5 triệu đồng. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ mua vào 72,9 triệu đồng, bán ra 74,6 triệu đồng. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng một lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng bán vàng miếng SJC với giá không thay đổi, ghi nhận ngày thứ ba liên tiếp. Công ty SJC, công ty PNJ mua vào 74,98 triệu đồng một lượng, bán ra 76,98 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng trở lại, giúp giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 6 triệu đồng một lượng thay vì 6,4 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn đắt hơn quốc tế 3,7 triệu đồng một lượng. Giới chuyên gia nhận định ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Do đó, vàng miếng SCC vẫn còn dư địa giảm xuống. Trước thực trạng, nhiều người dân có tâm lý đổ xô mua gom vàng. Giới chuyên gia cảnh báo, người mua có thể đối diện với nguy cơ thủ lỗ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện về quản lý thị trường ngoại hối và vàng trong đó xử lý nghiêm việc mua bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng bên cạnh đó khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối và vàng đặc biệt là các hoạt động về thu đổi ngoại tệ nhận và chi trả ngoại tệ chuyển tiền một chiều từ việt nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai không đúng quy định các hoạt động mua bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi quản lý giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp hiệu quả